Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay của Game Bóng Đá TV. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Messi có thể đá cặp với Haaland ở mùa tới. Ronaldo có thống kê tệ nhất Europa League. Neymar lên tiếng bảo vệ Anthony khi bị chỉ trích. FIFA họp tính loại Tunisia, cơ hội cho tuyển Ý. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hợp đồng của Messi và Paris Saint-Germain sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2023. Đến nay, Elpulga vẫn chưa có ý định gia hạn với đội bóng nhà giàu nước Pháp. Barcelona đang khao khát đưa Messi trở lại, nhưng câu lạc bộ xứ Catalonia sẽ phải cạnh tranh với Manchester City. Man City đang nuôi tham vọng hoàn thành hàng công trong mơ với Messi và Erling Haaland. Manchester Evening News cho biết, ngoài ra huấn luyện viên Pep Guardiola được cho là sẽ ra mặt để thuyết phục Messi đến thi đấu tại Premier League ở mùa giải 2023-2024. Trong bài phát biểu mới đây, huấn luyện viên người Tây Ban Nha ca ngợi Haaland là tiền đạo có khả năng săn bàn tốt, nhưng cầu thủ này vẫn cần đồng đội. Trong khi đó, Messi lại là mẫu ngôi sao có thể tự mình làm mọi thứ. Nếu Manchester United kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Cristiano Ronaldo, người hâm mộ có thể được chứng kiến màn so tài của CR7 và Messi ở trận derby Manchester mùa tới. Đây là kịch bản hầu hết cổ động viên đều mong muốn xảy ra. Ngoài Messi, Kvaratskhelia cũng là cái tên nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của nhà vô địch người hạng Anh. Cầu thủ sinh năm 2001 tỏa sáng trong màu áo của Napoli với 7 bàn và 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tốc độ kỹ thuật cùng lối chơi đầu óc là những ưu điểm giúp cho ngôi sao trẻ người Georgia chinh phục Pep. Napoli sẽ chỉ lắng nghe lời đề nghị dành cho Kvaratskhelia từ mùa hè năm sau. Cũng theo Manchester Evening News, Chelsea cũng được cho là muốn có sự phục vụ của Messi. Trước đó, chủ tịch Todd Boehly đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu Cristiano Ronaldo vì nghe theo ý kiến của cựu huấn luyện viên Thomas Tuchel. Giờ đây, tỷ phú người Mỹ có thể mạnh tay hơn đưa về Stamford Bridge, một cái tên khác thuộc hàng siêu sao của làng thúc cầu. Cristiano Ronaldo dù ghi bàn cho MU trước Sheriff hồi giữa tuần nhưng lại là cầu thủ có một chỉ số tệ nhất Europa League ở mùa giải này. Thời gian ra sân chủ yếu của Cristiano Ronaldo ở mùa giải này với MU là tại Europa League và anh đã ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trong mùa giải thất vọng của mình, CR7 được tiết lộ là cầu thủ dứt điểm kém bậc nhất giải đấu. Theo WhoScore, Ronaldo đã bỏ lỡ 5 cơ hội ghi bàn rõ ràng ở Europa League mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Điều đó có nghĩa là nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha tận dụng được những cơ hội đó, anh có thể đạt được 7 bàn thắng thay vì 2. Trước đội vô địch Moldova Sheriff, Ronaldo có 3 cơ hội lớn để chuyển hóa thành bàn thắng và lần lượt thất bại. Ronaldo chỉ được an ủi bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho MU ở phút 81 với cú đá bồi sau pha đánh đầu bị thủ môn đối phương cản phá. Ronaldo đã chơi cả 90 phút trong trận đấu này sau khi bị loại khỏi đội hình gặp Chelsea ở ngoại hạng Anh. Đó là cách huấn luyện viên Erik ten Hag trừng phạt do tiền đạo 37 tuổi từ chối vào sân thay người và bỏ về sớm ở trận thắng Tottenham. Dù sao, sự trở lại của Ronaldo cũng đem lại thêm cho ten Hag sự lựa chọn trên hàng công khi MU tiếp đón West Ham vào chủ nhật. Trong khi đó, theo huấn luyện viên Erik ten Hag, tiền đạo Anthony Martial đã trở lại tập luyện cá nhân nhưng vẫn chưa sẵn sàng tham gia cùng các đồng đội. Cuối hiệp 1 trận MU gặp Sheriff, Anthony có pha biểu diễn kỹ năng rê bóng bằng gầm giày 720 độ nhưng chuyền hỏng ngay sau đó. Cầu thủ người Brazil sau đó bị rút khỏi sân ngay đầu hiệp 2. Mới đây, Anthony đã lên tiếng đáp trả chỉ trích từ dư luận về phong độ chơi bóng của anh. "Chúng tôi được biết đến với thứ nghệ thuật tạo ra trên sân cỏ. Tôi sẽ không ngừng phô diễn những gì đã định hình nên bản thân mình", cầu thủ 22 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân. Ngôi sao của Paris Saint-Germain và Brazil, Neymar đã trở thành những cầu thủ mới nhất lên tiếng bảo vệ Anthony. Chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đồng hương thực hiện động tác xoay người của mình, Neymar đã gắn thẻ Anthony trên Instagram và viết: "Giữ nguyên, đừng thay đổi bất cứ điều gì. Tiến lên đi chàng trai, hãy táo bạo và tận hưởng." Theo Goal, Manchester United đang lên kế hoạch trói chân cầu thủ chạy cánh tuổi teen Alessandro Garnacho, người đã rực sáng trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Sheriff Tiraspol tại Europa League bằng một bản hợp đồng dài hạn. Thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực đến năm 2025. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ muốn sớm chốt tương lai cho Garnacho bởi họ coi anh là một trong những cầu thủ có tiềm năng nhất được đôn lên từ đội trẻ. Cody Gakpo là một trong những tài năng trẻ triển vọng hot nhất của làng bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Mùa hè vừa qua, anh đã được liên hệ để chuyển đến ngôi hạng Anh, cụ thể là Manchester United, nhưng sau cùng đã quyết định ở lại PSV để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, sự quan tâm của các ông lớn dành cho Gakpo vẫn chưa dừng lại và dự kiến sẽ lại bùng lên một lần nữa ngay khi phiên chợ mùa đông mở cửa. Theo Telegraph, tình hình tài chính của PSV có thể buộc họ phải bán cầu thủ xuất sắc nhất của mình với giá chỉ 30 triệu euro ngay trong tháng 1. Đây sẽ là cơ hội lớn để MU có được mục tiêu của mình cho vị trí tiền đạo cắm. Mùa này Gakpo thi đấu ấn tượng khi đóng góp 13 bàn và 14 kiến tạo sau 21 trận trên mọi đấu trường cho PSV. Theo Interline,
Chelsea là câu lạc bộ mới nhất bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo Lautaro Martinez của Argentina. Mức phí mà phía đội bóng Serie A yêu cầu cho các đối tác muốn có cầu thủ người Argentina lên tới 90 triệu euro. Tuy nhiên, The Blue có thể tận dụng mối quan hệ tốt giữa hai câu lạc bộ hay thậm chí gán Lukaku vào như một bản thỏa thuận để giảm giá. Màn trình diễn của Martinez tại Inter trong suốt những năm vừa qua là không phải bàn cãi. Tính từ đầu mùa tới giờ, anh cũng đã có được 7 bàn và 4 kiến tạo cho Nerazzurri. Theo Lequiz, Paris Saint-Germain và hậu vệ Presnel Kimpembe đã nối lại các cuộc đàm phán ra hợp đồng sau một thời gian đình trệ. Giao kèo giữa đôi bên còn hạn tới năm 2024, nhưng đội bóng nước Pháp được cho là muốn giữ trụ cột của mình lâu hơn. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng mọi cuộc thảo luận cụ thể nào về việc gia hạn sẽ chỉ diễn ra sau World Cup. Mùa hè vừa qua, Kimpembe được bật đèn xanh cho ra đi nhưng đã quyết định ở lại Paris Saint-Germain. Tuyển thủ Pháp hiện được định giá 40 triệu euro. Tờ Relevo đưa tin, ba lãnh đạo và ban huấn luyện của Barca đã thống nhất về mục tiêu chuyển nhượng thay thế đội Sergio Busquets, đó là tiền vệ N'Golo Kanté. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm 2023 và được cho là sẽ rời Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do để tới MLS. Tương tự với trường hợp của Kanté, anh được đồn là sẽ rời Chelsea vào cuối mùa này sau khi không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Theo tờ The National News, Liên đoàn bóng đá Tunisia đang đứng trước việc bị FIFA tước quyền tham dự World Cup năm 2022 khởi tranh vào tháng tới sau những phát ngôn của Bộ trưởng Thể thao Tunisia. Cụ thể, vị này đã lên tiếng về khả năng giải thể các văn phòng liên bang, trong đó có cả Liên đoàn bóng đá. FIFA sau đó đã yêu cầu phía Tunisia làm rõ những bình luận từ ông Duganche. Nếu phía Tunisia không nhanh chóng giải trình về sự việc trên, nhiều khả năng xuất dự World Cup năm 2022 của đội tuyển nước này cũng sẽ bị tước bỏ. Nếu việc này trở thành sự thật, rất có khả năng đội tuyển Ý sẽ có cơ hội được trở lại sân chơi danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia. Nhưng dù vậy, cơ hội vẫn là rất nhỏ cho đội bóng xứ Thiên Thành. Bản tin bóng đá ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.